Bỏ rồi bị bệnh mà vẫn còn nhoi được hả Su? Mọi khi là Su khám ở phòng khám siêu nhân. Nhưng mà khi biết Su bị đau mắt thì các chị hướng dẫn qua phòng khám robot. Rẻ hơn siêu nhân mà có bác sĩ nhi chuyên về khoa mắt luôn. Ê mà công nhận vào bệnh viện lớn có nhiều bác sĩ cũng lẹ thật, chưa gì đã khám xong rồi nè. Và điều mẹ nghi ngờ cũng đã xảy ra, Su bị đau mắt đỏ thiệt luôn nè cả nhà. Bác sĩ cho hai loại thuốc dùng để uống và một loại thuốc dùng để nhỏ vào mắt. Xem cái nết khoái chồng mọi người của chị Su Ti kia. Thấy mẹ đang quay điện thoại chị ta giả đò nói thuốc đắng cho các bạn sợ chơi, nhưng mà thật sự là thuốc ngọt lắm nha. Nghe bác sĩ dặn bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan qua đường dịch tiết trong nghe, nên đã dặn dò Su phải sử dụng khăn riêng cũng như không được ngủ chung với ai hết trơn. Chứ lỡ đau buồn buồn tối ngủ chị ta ngứa mắt lấy mền gối lau mắt là mền gối cũng dính gàng luôn đó. Sau khi lau sạch gàng thì mình vệ sinh mắt với chai thuốc nhỏ mắt, chờ cho mắt khô ráo thì bây giờ mình mới sử dụng thuốc chuyên dụng trị đau mắt đỏ nè. Đau không? Dạ không. Không đau hả? Không đau. Không đau sao chảy nước mắt? Su nói vậy cho các bạn nhỏ yên tâm chứ nó hơi ráng một chút xíu đó nha.